Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Bây giờ mời các bạn đến với bản tin tổng hợp. Theo đó, vào trưa ngày 19 tháng 3, tại thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, người thân vẫn chưa hết đau xót sau vụ việc bé gái 2 tuổi tử vong trong ngày đầu đến lớp mầm non. Theo bà Thờ, người thân cho bé cho biết, vào sáng ngày 17 tháng 3, cháu Vũ Thanh A, sinh năm 2019, được mẹ là chị Vũ Hà T đưa gửi đến nhà trẻ cách nhà khoảng 1 km. Thời điểm đó, cháu khỏe mạnh, không có biểu hiện gì bất thường. Vào khoảng 12:30, lo lắng con quấy khóc vì buổi đầu đến lớp, chị T gọi hỏi cô giáo về tình hình của con. Chị dự tính nếu con khóc quá nhiều sẽ đến đón con về. Cô giáo cho biết rằng cháu ăn ngoan, không khóc và đã ngủ trưa. Đến 14 giờ, cô giáo gọi điện cho bố mẹ cháu. Tôi đang làm vệ sinh ngoài đường, để xe rác vào gần đến nhà cháu thì thấy mẹ cháu hoảng hốt kêu lên. Bà Thờ cho biết, theo lời người này, khi chạy đến trường thì thấy mẹ cháu A đang ngồi bế con trong lớp ở tầng 2 của nhà trẻ. Khi ấy, môi cháu bé đã thâm tím, da tái, người mềm, mạch của cháu chỉ hơi đập. Cô Dê bảo, khi gọi các cháu dậy thì thấy cháu A đã mềm oạt ra, tim không thấy đập, lúc này mới đánh gió cho con. Cô giáo không biết nguyên nhân làm sao cháu qua đời. Sau đó, bố và các bác đã đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, cháu đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Gia đình tôi, kể cả bên nội, bên ngoại không có tiền sử bệnh tật gì. Từ khi đẻ ra, cháu A khỏe mạnh, người thân chia sẻ. Được biết, bé A là con thứ hai trong nhà. Ngày 17 tháng 3 là buổi đầu đến lớp đầu tiên của bé gái này. Sáng cùng ngày, thì trường mầm non tư thục Phú An, xóm 2 Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã tạm dừng đóng cửa. Bà Giờ, chủ cơ sở cho biết đây là cú sốc quá lớn, hiện tâm trí đang vô cùng rối bời. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Trì cho biết, công an khám nghiệm ban đầu trên cơ thể bé không có tác động của ngoại lực, trong dạ dày không có thức ăn. Hiện được chuyển tới công an huyện Thanh Trì tiếp tục điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chị Phạm Thị Quỳnh kể lại, lúc đó khoảng 1 giờ 40 phút chiều, vợ chồng chị đang thiêu thiêu ngủ, trong nhà cao tầng có cách âm, đóng cửa sẽ không nghe thấy. Với lại có ông anh trai hay để nhờ xe ba gác để chở cám. Buổi trưa anh hay mở cửa để lấy xe đi chở cám, là anh ruột trong nhà nên có chìa khóa cổng. Mỗi lần nghe cửa kêu, vợ chồng mình cũng mở cam lên thì thấy anh chở cám bình thường, nay cũng nghĩ anh lấy xe chở cám mà thôi. Khi cửa đổ, mình mới giật mình rồi mở cam. Chồng mình chạy ra trước mà lúc đó cuống với không có thời gian chuẩn bị nên lao ra bắt tay không. Lúc đó, chồng mình chạy ra bắt quật ngã được rồi mà tụi nó có đá và dao nên tấn công ngược trở lại. Cho nên mình mới từ trong nhà mang rượu ra cho chồng mà không kịp. Sau đó tụi nó chạy mất. Quỳnh cho biết thêm, lúc phát hiện có trộm và thấy chồng bị tấn công, cô cũng quên mất mình đang mang bầu. Không chỉ hãi hùng trước sự manh động và táo tợn của kẻ trộm, nhiều người còn nể phục trước hành động của người vợ vác rượu ra bảo vệ chồng mình lúc bị hai tên trộm tấn công. Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, người vợ đang mang bầu khoảng 5 tháng. Sau vụ trộm tấn công, gia đình tiến hành sửa chữa lại cổng sắt. Hiện tại, sức khỏe của mẹ bầu cũng đã được ổn định. Thời gian gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh tích cực tham gia hoạt động mạng xã hội. Đặc biệt, nam nghệ sĩ còn mở kênh YouTube và TikTok riêng, thu hút lượng follow cực khủng, khiến ai nấy đều phải thán phục. Vào ngày 19 tháng 3, nam danh hài chia sẻ đoạn clip mới ghi lại cảnh nam nghệ sĩ vào dọn vườn trong nhà thờ tổ 100 tỷ. Gọi mình là kỹ sư cầu cống, nghệ sĩ Hoài Linh đích thân làm những công việc tay chân như dọn cống, thông mương, khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Danh hài chia sẻ, lâu lâu tôi phải ra mốc bùn không tắt cống, còn phải đổ cả thuốc xuống nữa, không mũi lại để lăng quăng vào đó. Đầu tiên tôi làm như này tôi không chịu nổi mùi hôi nhưng riết rồi quen. Có làm như vậy, tôi mới thấm thía nỗi khổ của những người đi làm cống. Trong vườn có chút xíu cống mà nó nghẹt mình đã khó chịu, huống chi người ta làm ở ngoài đường. Bởi vậy nên mai mốt đừng ai quăng rác xuống cống thoát nước hay kênh mương nữa nhé. Hậu quả là mình lãnh chứ không ai lãnh đâu, chết luôn đấy. Có thể thấy, nam nghệ sĩ không ngại bẩn mà cúi rạp người, cho tay sâu xuống cống để móc từng bịch rác lên. Dù quần áo bị vấy bẩn, nhưng nụ cười vẫn nở nơi khóe miệng của nam danh hài. Nghệ sĩ Hoài Linh còn cho biết mình rất thích lao động, không nề hà gì. Anh cũng mong khán giả hiểu và đừng tỏ ra xót xa cho mình, nam nghệ sĩ bộc bạch. Nhiều khán giả nói tôi nổi tiếng mà đi làm mấy cái như thế này, nổi tiếng thì không được làm sao, nổi tiếng cũng là người chứ, cũng phải làm hết. Mấy cái này tôi làm được hết, đâu có khó khăn gì. Nói chung, cái nào trong khả năng của mình thì nên làm, khó quá thì hỏi. Tôi làm những công việc này từ xưa tới giờ rồi, từ nhỏ cơ, nên thấy nó hết sức bình thường. Bởi vậy nên khán giả có thấy thì cũng đừng xót xa cho tôi làm gì. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn hài hước nói,
Sau này nếu có thất nghiệp, tôi đi móc cống cho vui, chả sao cả. Làm như thế này giúp tôi có kinh nghiệm dọn cống. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.